Bắt đầu từ ngày hôm nay 31 tháng 7, có tới 2.100 sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho 231 tổ chức cá nhân đứng tên công bố sẽ bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Theo đó, có đến 2.091 các sản phẩm mỹ phẩm có 5 dẫn chất paraben đang lưu hành tại Việt Nam bị thu hồi. Trong số các sản phẩm bị thu hồi lần này, có hàng ngàn sản phẩm nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng thế giới với đủ chủng loại sản phẩm như sữa rửa mặt, tế bào gốc, tái tạo phục hồi da, kem dưỡng trắng sáng da, dầu gội và sữa tắm các loại. Từ ngày hôm nay, nếu phát hiện các tổ chức cá nhân không chấp hành nghiêm túc việc thu hồi, cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.